3 năm rồi đấy, cũng đi nhiều nơi đấy, thấy đợt này đấy, hiệu quả. Chào chị có thể cho mọi người biết là chị tên là gì và chị đến từ đâu được không ạ? Chị tên là Nhi, chị tới từ kênh 19 tháng 5, lên Vân Anh làm đẹp, thấy hiệu quả rõ ràng. Dạ, em cảm ơn chị. Chị Nhi có thể cho mọi người biết rằng là tình trạng da mặt của chị khi mà tại sao mà chị lại tìm đến ở bên Vân Anh Spa được không ạ? Lúc mình tìm đến đây là da mình bị nám đen nhiều lắm, giờ thấy cải thiện nhiều. Mới chữa được độ gần tháng thôi nhưng mà thấy cải thiện nhiều. Em cảm ơn chị Nhị. Chị Nhị có thể cho em biết là mình đã bị nám bao nhiêu lâu rồi và tại sao mà chị lại quyết định đi điều trị nám ạ? 3 năm rồi đấy. Bị 3 năm rồi đấy, cũng đi nhiều nơi đấy, thấy đợt này đấy, hiệu quả. Chị Nhị có thể chia sẻ cho mọi người biết là chị đã từng dùng những cái phương pháp gì mà chị điều trị xong rồi mình đã cảm thấy hài lòng với cái phương pháp điều trị đó của mình chưa? Bắn laser cũng có này, lăn kim cũng có, mà dùng rượu cũng có, nói chung là nhiều thứ. Xài nhiều. Vậy khi mà từ bữa tới giờ là gần là một tháng đúng không chị? Gần một tháng, từ hôm đó như là 15 ngày, hôm nay là ngày cuối đúng không? Dạ, vậy sau 15 ngày ấy thì có nghĩa là mới có một buổi mình điều trị và một buổi chăm da rồi đúng không chị? Đúng rồi. Vâng, thì bữa nay là buổi điều trị thứ hai. Thì hiện tại bây giờ là da chị Nhị cũng vừa mới điều trị xong buổi thứ hai. Thì chị có cảm nhận gì da của mình? Nghĩa khi mà chị sờ vào ấy, hay là khi mà chị bình thường chị gặp bạn bè thì mọi người có phản hồi gì với chị ạ? Thấy nó mềm mướt, đẹp hơn. Bạn bè hỏi là da mình có cải thiện nhiều, nó đẹp hơn nhiều so với bữa trước. Chị Nhị có thể chia sẻ cho mọi người biết là tại sao mà chị lại biết tới ở bên em không ạ? Chắc là gần đây. Dạ vâng. Gần đây thấy mấy mẹ thấy Vân Anh ở trên Facebook á. Mí nhắn tin hỏi thấy được thế nào. Cảm ơn chị Nhị. Và em cũng rất là cảm ơn chị, tại vì trong cái quá trình cũng chỉ 15 ngày thôi, tuy nhiên thì chị Nhị tới Vân Anh thì chị Nhị làm rất là đúng cái phác đồ điều trị, và đặc biệt là chị có thể chia sẻ cho mọi người là cái nám này của mình là nó từ nội tiết ở trong mà. Chính như vậy nên là chị có lời khuyên gì với tất cả những bạn bè của chị hay là mọi người đang coi video được không ạ? Đây là mình là bị nám là sau sinh, lúc sinh, lúc mang bầu là bị, nên giờ mình phải đi điều trị. Đi điều trị nhiều nơi là thấy không hiệu quả. Giờ đến gặp Vân Anh được 15 ngày thấy hiệu quả rõ ràng. Đấy, nó mềm mướt, đẹp hơn. Bạn bè hỏi là da mình có cải thiện nhiều, nó đẹp hơn nhiều so với bữa trước.